Vâng, xin chào anh em, đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quên tai tin tức ngày 5 tháng 11 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Thấy gì từ chuyện BH Media, VTV, Youtube và bản quyền trình thông số. Ngày 4 tháng 11, trong bản tin về bản quyền nhạc số VTV thông tin BH Media nhận vơ loạt tác phẩm thuộc sở hữu của đơn vị này. Bản tin lấy ví dụ, ca khúc tiếng quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao cũng bị BH Media xác nhận là bản quyền trên nền tảng số. Tuy nhiên, BH Media cho rằng thông tin đó là hiểu sai vấn đề và cụ thể khi một kênh đăng tải video ca khúc này ở phần mô tả ghi rõ bên cấp phép BH Media India C và thay mặt cho Hồ Gươm Audio Video và một hiệp hội bảo vệ quyền âm nhạc. Tiếng quốc ca là quốc ca của Việt Nam đã được gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho nhân dân và tổ quốc. Do đó, thông tin BH Media sở hữu bản quyền tác phẩm đang gây tranh luận. Và trước sự việc này, thì BH Media đã thông tin đến truyền thông để giải thích rõ sự việc này. Đơn vị này khẳng định không có chuyện BH Media đánh gậy bản quyền, mà những hình ảnh được chia sẻ đều là thư thông báo xác nhận tự động của YouTube khi phát hiện sự trùng khớp của bản ghi. Báo điện tử VTV và bản tin của VTV24 không chỉ có những sản phẩm âm nhạc của các tác giả bị sở hữu trái phép mà còn rất nhiều tác phẩm nghệ thuật dân gian hoặc là của nhà nước cũng đang âm thầm bị khai thác trên nền tảng số Ngoài trường hợp của bài nhạc tiếng quân ca quốc ca, còn có bài dân ca quan họ Bắc Ninh giả bạn khi đăng tải trên YouTube cũng bị BH Media khiếu nại bản quyền. Hay là chương trình quốc tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp phát sóng trên VTV1 cũng bị BH Media nhận quyền sở hữu trên YouTube. Phản hồi thông tin này, thì công ty PH Media khẳng định những cáo buộc này của VTV là không đúng. Và theo đại diện của công ty này, thì tác giả bài viết chiếc gậy của PH Media nhận vơ và sự trục lợi bỗng quyền của tác phẩm trên nền tảng số đăng tải trên báo điện tử VTV.vn ngày 4 tháng 11 đã không hiểu chính xác về quyền tác giả, quyền liên quan theo luật sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin không chính xác tới bạn đọc làm ảnh hưởng đến PH Media. Về thông tin VTV cho rằng BH Media nhận sở hữu bản quyền của ca khúc Tiếng Quân Ca, BH Media khẳng định là không chính xác bởi quyền tác giả của ca khúc Vĩnh Viễn thuộc về nhạc sĩ Văn Cao. Con bản ghi Tiếng Quân Ca do Hồ Gươm Audio bỏ tiền ra sản xuất và theo lục sở hữu trí tuệ thì Hồ Gươm Audio là chủ sở hữu của bản ghi này và Hồ Gươm Audio đã ý quyền quản lý khai thác trên Youtube cho BH Media. Mặc dù năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đề nghị dùng dừng thu phí bản quyền các khúc tiếng quân ca do gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao đã có thư hiến tặng cho nhân dân và nhà nước. Nhưng nếu một cá nhân tổ chức nào đó bỏ thời gian công sức, tiền bạc ra làm một bản ghi tiếng quân ca thì luật sở hữu trí tuệ họ là nhà xuất bản là nhà chủ hữu sở hữu của bản ghi này quyền liên quan bất kỳ ai muốn sử dụng sử dụng bản ghi của họ đều phải xin phép. Ở trường hợp cụ thể thì đang phản ánh thì Hồ Gươm Audio là nhà sản xuất, là chủ sở hữu của bản ghi tiếng quân ca, nên tổ chức cá nhân muốn sử dụng bản ghi này đều phải xin phép Hồ Gươm Audio. Sau khi Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý khai thác bản ghi này trên YouTube cho BH Media thì tổ chức cá nhân muốn sử dụng bản ghi này đều phải xin phép BH Media. Do đó, khi bị BH Media đưa bản quyền tiếng quân ca của Hồ Gươm Audio lên YouTube. Nếu có ai đã upload video sử dụng chính xác bản ghi này thì YouTube mới gửi thư thông báo xác nhận bản quyền. BH Media cho biết qua hệ thống thì công ty này phát hiện lý do video YouTube VTV1 trực tiếp Lê Quốc Tàng, nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu bị YouTube khiếu nại về bản quyền là do đây là một video lậu giả danh VTV. Sử dụng bản tiếng quân ca của Hồ Gươm Audio mà không xin phép. Về việc khai thác bản ghi tiếng quân ca trên YouTube BH Media cho biết khi hồ gươm audio ủy quyền cho công ty này thì bản quản lý và khai thác trên YouTube đơn vị này không hề bật nút kiếm tiền quảng cáo để đảm bảo tính tôn nghiêm cho tác phẩm người dân cũng được nghe miễn phí tác phẩm này và theo nhiều chuyên gia công nghệ BH Media hiểu về công nghệ nên đã đi trước một bước khi đăng ký sở hữu nhiều tác phẩm qua hệ thống Content ID một hệ thống tự động có thể mở rộng của YouTube, hệ thống này cho phép chủ sở hữu bản quyền phát hiện ra những video trên YouTube có chứa nội dung thuộc quyền sở hữu của họ. BH Media am hiểu về công nghệ nên đã đi trước một bước đăng ký sở hữu như tác phẩm của hệ thống Content ID. Một hệ thống tự động có thể mở rộng của YouTube. Hệ thống này cho phép chủ sở hữu bản quyền phát hiện ra những video trên YouTube có chứa nội dung thuộc quyền sở hữu của họ. Tuy nhiên thì, nếu những video không thuộc quyền sở hữu của BH Media nhưng đơn vị này lại là người đầu tiên gắn Content ID vào trong phẩm thì đó vô hình trục lợi trái phép các tác phẩm nghệ thuật. Content ID là công cụ để chủ sở hữu bảo vệ bản quyền sản phẩm của mình và thu tiền quảng cáo từ YouTube. Đến thời điểm hiện tại thì không rõ PH Media đã đăng ký quyền sở hữu bao nhiêu tác phẩm và khai thác chúng từ bao giờ. Liên quan đến bản quyền báo chí thì tìm hiểu của phóng viên báo Quân đội nhân dân điện tử hiện nay trang thông tin kết nối cộng đồng vietbao.vn dẫn nguồn tin bài của báo quân đội nhân dân điện tử mà chưa được sử dụng của lãnh đạo báo quân đội nhân dân chỉ được phép dẫn nguồn khi có sự đồng ý bằng văn bản như là quy định ghi trên mang xét của báo. Và sự việc rồi đây sẽ tiếp tục được làm rõ nhưng điều đáng ý suy nghĩ ở đây là hiện nay vấn đề bản quyền trên không gian mạng còn khá nhiều là bất cập. Trước đó, công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố hình sự vụ án xâm phạm quyền tác giả liên quan đến trang web phim mới .net. Vụ việc gây rúng động phim mới .net không chỉ là trang web ngang nhiên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng nghìn bộ phim mà còn vì tầm ảnh hưởng là trang web đứng thứ 17 về lượng truy cập tại Việt Nam với 60 đến 80 triệu lượt truy cập hàng tháng. Những kẻ tổ chức và vận hành trang web này đã thu lợi bất chính từ quảng cáo chủ yếu là trang web cờ bạc trực tuyến, khiếu dâm lên đến hàng trăm tỷ đồng suốt chục năm qua trên thời gian hiện tại. Và trong lĩnh vực điện ảnh thì cơ quan chức năng đã thống kê được khoảng 20 trang web vi phạm bản quyền và nếu mở rộng ra sản phẩm văn hóa khác như là truyền hình, báo chí, xuất bản âm nhạc thời trang tình trạng vi phạm quyền hữu trí tuệ ở nước ta diễn ra quá là phổ biến tình trạng vi phạm bản quyền không những gây túc tắc lớn trong ngân sách nhà nước mà còn khiến ngành công nghiệp văn hóa chưa thể phát triển đúng như kỳ vọng đủ tiềm năng to lớn thiệt hại kinh tế có thể thấy rõ và thống kê được nhưng có những hệ lụy hiện tại không thể đo đếm và hiện nay thì nước ta đã có trung tâm bảo vệ bản quyền số đây là cơ quan có mục tiêu bảo vệ quyền trên môi trường mạng khi mà tình trạng vi phạm bản quyền trên mọi lĩnh vực đang diễn ra hết sức là trầm trọng trung tâm bản quyền số là tổ chức sự nghiệp kh và cn có nhiều chức năng nhiệm vụ khác nhau, trong đó có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là bảo vệ bản quyền số trong các lĩnh vực báo chí như là xuất bản cũng như là tác phẩm văn học, nghệ thuật trong bối cảnh việc vi phạm bản quyền của lĩnh vực này đã rất là phổ biến và cũng xâm hại đến lợi ích hợp pháp của nhà như sáng tạo nội dung ở trên mạng. Thứ hai là khai thác bản quyền số nhằm mục đích là phổ biến các sản phẩm số nhiều hơn các tác phẩm đối tượng khác nhau trên mạng, đồng thời cũng nhằm mang lợi ích lại đáng cho các nhà sáng tạo nội dung và mong rằng với chức năng và nhiệm vụ của mình, Trung tâm Bảo vệ bản quyền số đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước sẽ đẩy mạnh kiểm tra các tổ chức cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật và cũng như vậy thì giữ gìn kỹ cương phép nước chương kinh doanh công bằng, minh bạch và thúc đẩy năng lực sáng tạo với giới văn nghệ sĩ trí thức. Và đó là thông tin ngày 5 tháng 11 năm 2021. Và nếu em thấy thông tin này bổ thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment nhé. Tạm biệt các bạn.